Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn theo dõi chương trình thông tin ngày mới của chúng tôi. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 3 tháng 4 có những nội dung đáng chú ý. Quảng Nam triển khai 8 chốt kiểm soát phương tiện ra vào cửa ngõ địa bàn tỉnh. Xử lý đối tượng hành hung nhân viên y tế khi được nhắc đeo khẩu trang. Nhiều địa phương đẩy mạnh học trực tuyến và giáo dục từ xa. Kết xét nghiệm của anh bị nhiễm virus corona. Thưa quý vị, hôm qua ngày 2 tháng 4, tức mùng 10 tháng 3 âm lịch là ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Thông tin từ ban tổ chức, do ngày giỗ nằm trong thời gian cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19, nên nghi lễ đã rút gọn và không tổ chức phần hội. Nghi lễ chính là dân hương Đức Quốc Tổ Hùng Vương diễn ra vào 9 giờ sáng qua. Thành phần tham gia khoảng 1-2 đồng chí là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, không bao gồm sự tham gia của lãnh đạo đảng, nhà nước, lãnh đạo các tỉnh tham gia tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương 2020, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, các thành viên ban tổ chức lễ giỗ như dự kiến trước đó. Để đảm bảo an toàn trong phòng dịch, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, rà soát người nước ngoài tạm trú, công dân Việt Nam học tập lao động làm việc từ nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam. Theo chỉ đạo của ban tổ chức, các lực lượng chức năng làm việc tại khu di tích chủ động nhắc nhở du khách đeo khẩu trang khi về dân hương tại Đền Hùng, chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn phát miễn phí cho du khách. Trong dịp giỗ tổ, các đơn vị công an tỉnh ứng trực 100% quân số. Tại một số địa điểm trong khu di tích lịch sử Đền Hùng, lực lượng an ninh cắm chốt 24/24 giờ. Tiếp tục các thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân vừa chủ trì cuộc họp với các sở ban ngành và địa phương nhằm nắm bắt công tác triển khai phòng chống COVID-19 thời gian qua và bàn các chủ trương phòng chống dịch thời gian đến. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu thời gian đến tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt hơn nữa đối với công tác phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động tuyên truyền những gia đình có con em đang ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, vận động khuyến cáo ở lại. Chủ tịch Ủy ban tỉnh yêu cầu ngành y tế và các đơn vị địa phương liên quan tập trung khoanh vùng, rà soát danh sách người về từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội từ ngày 16 tháng 3 đến trước ngày 1 tháng 4 thì phải thực hiện cách ly tại gia đình và lấy mẫu bệnh phẩm để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch. Tất cả các trường hợp cách ly ở tỉnh và huyện đều phải thu phí 50% tiền suất ăn, chi phí xét nghiệm phải thanh toán 100%. Đối với khách du lịch người nước ngoài phải ổn định nơi cư trú trong thời gian lưu lại địa bàn. Giao Sở Lao động Thương binh Xã hội xây dựng kế hoạch phân loại phân từng nhóm đối tượng để tính toán hỗ trợ. Ngành công thương chỉ đạo các ban quản lý chợ, siêu thị đảm bảo nhu yếu phẩm. Công an tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm vụ việc giả ăn xin ở Hội An, quản lý chặt, ngăn chặn tình trạng người dân tích trữ xăng dầu tràn lan. Sáng qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập các đoàn công tác tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với 18 ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành kiểm tra cách bố trí khu tiếp nhận, cách ly công dân ở cấp huyện, kiểm tra công tác phòng chống dịch và công tác quán triệt các văn bản của Trung ương, Quân khu 5, tỉnh Quảng Nam và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về dịch bệnh COVID-19. Qua kiểm tra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các địa phương trong tỉnh củng cố vật chất, trang thiết bị, đảm bảo hoạt động khu cách ly. Khi có công dân từ vùng dịch về địa phương thì phải cách ly 14 ngày. Tiến hành kê khai y tế, kiểm tra thân nhiệt hàng ngày. Nếu công dân có biểu hiện bệnh lý, báo cáo kịp thời cho ban chỉ đạo để xử lý. Làm tốt công tác tuyên truyền để người dân an tâm thực hiện tốt việc cách ly. Đối với cán bộ tham gia phục vụ tại các khu cách ly, phải đảm bảo đầy đủ thiết bị bảo hộ cần thiết như găng tay, khẩu trang y tế. Kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn người và phương tiện vào đơn vị công tác, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trong môi trường quân đội. Thực hiện quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngoài 8 chốt kiểm soát dịch bệnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập tại các tuyến giao thông cửa ngõ vào Quảng Nam, ở các địa phương tuyến huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh, 42 chốt kiểm soát dịch bệnh cũng được thành lập để kiểm soát người phương tiện nhằm kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh. Để kiểm soát tại các chốt này, lực lượng công an toàn tỉnh đã huy động 350 cán bộ chiến sĩ, làm phối hợp với cán bộ chính quyền và các lực lượng khác làm nhiệm vụ. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm,
cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đã tập trung chốt chặn kiểm soát 24/24 giờ tại các điểm chốt, qua đó kiểm tra tất cả người phương tiện đến địa bàn tỉnh Quảng Nam, cũng như người phương tiện di chuyển từ địa phương này đến địa phương khác trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với người dân lưu thông trên các tuyến có điểm chốt đều được lực lượng công an hướng dẫn khai báo y tế trong lịch trình hoạt động 14 ngày gần nhất, qua đó sàng lọc kiểm soát người từ vùng dịch đến Quảng Nam. Sau 2 ngày thực hiện kế hoạch chốt chặn kiểm soát dịch bệnh, lực lượng công an toàn tỉnh đã kiểm soát 16.640 phương tiện, 6.777 người từ các địa phương khác về Quảng Nam được hướng dẫn làm thủ tục khai báo y tế, 20.446 người được đo thân nhiệt. Thưa quý vị, sau khi Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị số 16 về việc cách ly trong xã hội từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 4 để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam có chỉ đạo thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương triển khai thực hiện. Tại Tam Kỳ, những nội dung của chỉ thị 16 được thành phố gấp rút triển khai thực hiện để người dân hiểu đúng, hiểu đủ và chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phóng viên thời sự có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ, Thủ tướng Chính phủ thì vừa có chỉ thị số 16 về việc là thực hiện cách ly trong xã hội trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 4. Xin bà cho biết là chỉ thị này đã được triển khai trên địa bàn thành phố Tam Kỳ như thế nào? Thì ngay ngày 31 tháng 3 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành công văn số 515 để mà triển khai quyết liệt các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung vào một số cái nội dung cụ thể để mà đảm bảo kiểm soát cái dịch bệnh trên địa bàn. Thứ nhất là tăng cường cái việc tuyên truyền, thông tin, thông báo để cho tất cả cán bộ đảng viên, công chức, người lao động cũng như nhân dân trên địa bàn hiểu đúng và hiểu đủ về cái tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng như các cái chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh để mà triển khai thực hiện cái cách ly toàn bộ xã hội ở trong vòng 15 ngày. Nội dung thứ hai thì Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã yêu cầu tất cả các cái cơ sở sản xuất, rồi các cái doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tại khu công nghiệp Tâm Thăng, rồi khu công nghiệp Thuận Yên, Trường Xuân của thành phố, cũng như là các cái công trường xây dựng, rồi các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ mà không bị tạm dừng theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại quyết định số 708, rồi 861, 864, 865 thì phải thực hiện nghiêm túc các cái biện pháp phòng chống dịch, trong đó phải thực hiện sát khuẩn, rồi đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, cũng như là cái việc là khử trùng, khử khuẩn tại cái cơ sở làm việc của mình, đảm bảo làm sao cho tất cả mọi người tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như cái cơ sở kinh doanh đó thì phải được an toàn về sức khỏe và đảm bảo không bị lây lan dịch bệnh. Cái nhiệm vụ thứ ba là chỉ đạo cho cơ quan quân sự thành phố phối hợp cùng với phòng y tế thành phố cũng như trung tâm y tế thành phố và các cơ quan chức năng liên quan của thành phố cũng như các cái địa phương để mà khẩn trương triển khai cái việc xây dựng cũng như vận hành hai cái khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thì hiện nay thì hai khu cách ly cũng đã bắt đầu là hình thành, sẽ có thể tiếp nhận được một số cái người mà đến cách ly tập trung theo đúng các cái phương án mà thành phố đưa ra ở 4 cấp độ, cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3 và cấp độ 4. Và đồng thời thì Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã chỉ đạo cho các cơ quan ban ngành, mặt trận đoàn thể của thành phố cũng như Ủy ban Nhân các cái xã phường để tăng cường công tác mà triển khai cái việc thực hiện khai báo y tế toàn dân và tăng cường nắm bắt thông tin, kiểm soát, thu thập thông tin cũng như hướng dẫn những người dân đến từ các cái vùng có dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội mà trở về Quảng Nam á, thì thực hiện tốt cái việc cách ly y tế tập trung có thu phí theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Còn những trường hợp còn lại mà đến từ các cái vùng khác á, thì thực hiện cách ly y tế tại nhà, đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Y tế cũng như chỉ đạo của các cơ quan chức năng liên quan. Đối với cái việc mà chỉ đạo các cái cơ quan hành chính, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố á, là đảm bảo cái việc là những người không có cái trách nhiệm trực cũng như là công tác phòng chống dịch á, thì hạn chế đến mức thấp nhất việc đến cơ quan và chỉ đạo cho thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải chỉ đạo và phân công những cán bộ mà những người mà không đến cơ quan công sở thì phải thực hiện cái việc công việc của mình qua cái hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin cũng như trực tuyến để làm sao đó đảm bảo chất lượng và cái hoàn thành tốt cái công việc được giao và hạn chế thấp nhất đến cái việc ra đường trong thời gian mà thực hiện cái nhiệm vụ ở công sở. Xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Thưa quý vị, huyện Nam Giang có tuyến biên giới 70 km và có cửa khẩu Nam Giang tiếp giáp với tỉnh Sekong nước bạn Lào, đồng thời nằm trên hệ thống giao thông trọng điểm ở khu vực miền núi của tỉnh, nên nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 là rất lớn.
Trước tình trạng trên, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống dịch COVID-19 và huyện Nam Giang đã chuẩn bị sẵn sàng đưa vào vận hành các khu cách ly tập trung phòng chống dịch trên địa bàn huyện. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, hiện có khoảng 1.500 người Việt Nam là lao động của các doanh nghiệp và người dân làm ăn sinh sống tại Lào sẽ nhập cảnh về các cửa khẩu biên giới ở Quảng Nam, nhất là cặp cửa khẩu Nam Giang Đắc Tà Ốc. Hiện nay đã tập trung bảo đảm các cơ sở vật chất, trang thiết bị về y dược cho công tác cách ly, điều trị tại chỗ ở hai khu, ở vùng cao tại khu phòng khám đa khoa Trà Vằn và ở vùng thấp tại trung tâm y tế huyện Nam Giang, để bảo đảm một cách toàn diện trong việc cách ly nói chung và công tác điều trị tại địa bàn huyện Nam Giang nói riêng. Tính đến 9 giờ sáng ngày 2 tháng 4, khu cách ly tập trung của huyện Thăng Bình đặt tại trạm y tế thị trấn Hà Lam đã tiếp nhận 24 công dân trở về từ các vùng dịch như tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh về các xã Bình Sa, Bình Quý, thị trấn Hà Lam và Bình Minh. Hiện tại 24 công dân đều đã được đo thân nhiệt, dao động từ 36,3 đến 36,6 độ C, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Điều đặc biệt, tất cả sẵn sàng ở lại khu cách ly tập trung đủ 14 ngày. Đối với khu cách ly tập trung của huyện Thăng Bình tại trạm y tế thị trấn Hà Lam có 40 giường. Trung tâm y tế huyện đã bố trí một bác sĩ và hai điều dưỡng túc trực tại đây và sẵn sàng tăng cường số lượng khi cần thiết. Tại khu vực đón tiếp, trung tâm y tế huyện tiếp đón và đo nhiệt độ, kiểm tra y tế ban đầu người được cách ly. Sau đó lập danh sách, ghi thông tin địa chỉ gia đình, nơi cư trú, số điện thoại cá nhân người được cách ly, tên và số điện thoại của người nhà khi cần báo tin. Phòng y tế huyện Thăng Bình cho biết, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 4, tất cả các công dân của huyện Thăng Bình đi về từ vùng dịch đều phải khai báo y tế và tiến hành cách ly tập trung theo quy định. Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My tổ chức thành lập 3 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các tuyến giao thông chính trọng điểm vào địa bàn huyện, thành phần gồm công an, quân sự, y tế, chính quyền địa phương 3 xã Trà Mai, Trà Nam và Trà Vân. Cụ thể đó là trên tuyến đường quốc lộ 40B thành lập 2 chốt. Chốt thứ nhất đặt tại khu vực Nước Sa, thôn 4 xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, điểm giáp ranh giữa huyện Nam Trà My và huyện Bắc Trà My. Vị trí chốt chặn tại khu vực trước trạm kiểm lâm Nước Sa. Chốt thứ hai được đặt tại thôn 3 xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, điểm giáp ranh với huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Vị trí chốt chặn tại khu vực trước trạm kiểm lâm Trà Nam. Chốt thứ ba được thành lập trên tuyến đường Trường Sơn Đông tại khu vực thôn 3 xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, điểm giáp ranh giữa huyện Nam Trà My và huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Các chốt kiểm soát hoạt động liên tục 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, bắt đầu từ 17 giờ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 4. Sau đó, tùy theo điều kiện thực tế mà Ủy ban Nhân dân huyện sẽ có chỉ đạo tiếp theo. Thưa quý vị, nhằm tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc qua mạng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, tập trung đông người, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân vừa ký ban hành công văn số 1804 yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau. Đẩy mạnh khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung của tỉnh đã triển khai và các phần mềm quản lý chuyên ngành của các cơ quan đơn vị nhằm phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, xử lý công việc, trao đổi thông tin, báo cáo số liệu qua mạng, hạn chế giấy tờ đi lại, tiếp xúc trực tiếp. Nghiêm túc triển khai gửi nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Việc xử lý văn bản điện tử phải được thực hiện trên phần mềm QOffice theo quy trình đầy đủ, khép kín hoàn toàn trên môi trường mạng. Đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, bố trí cán bộ theo dõi, tiếp nhận xử lý hồ sơ trực tuyến của tổ chức công dân, khuyến khích hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook và các phương thức thông tin liên lạc khác để thiết lập các nhóm trao đổi công việc và yêu cầu cán bộ công chức tham gia để tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời, nhanh chóng. Triển khai họp trực tuyến khi có nhu cầu tổ chức họp làm việc giữa các đơn vị hoặc họp nội bộ trong trường hợp cán bộ công chức làm việc tại nhà. Quý vị vừa theo dõi một số tin tức trong chương trình thông tin ngày mới. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình với các sự kiện quan trọng trên cả nước qua một mở cửa ngày mới. Thưa quý vị, để đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội phòng chống dịch COVID-19, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng hóa thiết yếu sẵn sàng phục vụ người dân.
Theo đó, trong trường hợp cách ly tập trung tại khu vực cách ly thành phố, tổng giá trị nguồn hàng hóa dự trữ tại các trung tâm thương mại, chợ trên địa bàn vào khoảng hơn 120 tỷ đồng. Trong đó, lượng hàng hóa thiết yếu dự trữ tại các siêu thị, trung tâm đạt gần 100 tỷ đồng. Tại các chợ truyền thống, tổng lượng hàng hóa thiết yếu dự trữ ước đạt khoảng 21 tỷ đồng. Hàng hóa được lưu chuyển về chợ liên tục 2-3 ngày một lần. Trường hợp cách ly diện rộng, người dân sẽ mua sắm hàng hóa thông qua việc đặt hàng trực tuyến hoặc qua điện thoại đến các kênh cung cấp hàng hóa tại các siêu thị, trung tâm thương mại. Hàng hóa sẽ được vận chuyển đến tận nơi. Trong trường hợp chính quyền hỗ trợ cung cấp lương thực thực phẩm thiết yếu, chi phí bình quân một người được cách ly tạm tính trong khoảng 60.000 đồng một ngày. Dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có cả giáo dục. Để khắc phục khó khăn, ngành giáo dục tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức cho học sinh học trực tuyến, giáo dục từ xa để giúp học sinh hình thành thói quen mới trong tình hình dịch bệnh. Thực hiện chỉ đạo hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái, trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình đã sớm triển khai dạy học trực tuyến để hướng dẫn học sinh ôn luyện kiến thức tại nhà. Tôi được phân công giảng dạy ngữ văn lớp 8 và lịch sử lớp 7, lớp 8. Thì trong các lớp học của mình tại ứng dụng Zoom, tôi luôn cố gắng để có thể truyền đạt đến các em một cách tốt nhất những cái kiến thức của bài học. Bên cạnh việc triển khai các phần mềm ứng dụng học trực tuyến, các thầy cô giáo còn trực tiếp giao bài tập cho học sinh qua nhóm Zalo, Gmail. Dù đây chưa phải là phương pháp học tập hiệu quả nhất, nhưng là phương pháp an toàn trong thời điểm dịch bệnh hiện nay. Bên cạnh đó, cũng phần nào khuyến khích các em phát huy tinh thần tự học. Mặc dù có nhiều ưu điểm trong việc dạy và học trong thời gian học sinh phải ở nhà, nhưng với đặc thù tình hình kinh tế của tỉnh Yên Bái, việc triển khai học trực tuyến trên địa bàn cũng sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hy vọng dịch bệnh sẽ sớm đi qua và học sinh sớm được quay trở lại trường học. Một hành động đáng lên án trong thời điểm quan trọng phòng chống dịch COVID-19 vừa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Một người sau khi được nhân viên bệnh viện nhắc nhở đeo khẩu trang khi vào bệnh viện đã có hành vi rất côn đồ, đó là hành hung người nhắc nhở mình. Ngày 30 tháng 3 năm 2020, tại Trung tâm Cấp cứu Chống độc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tiếp nhận một trường hợp bị tai nạn. Nhân viên an ninh Trần Phi Long đã ra nhắc nhở người nhà đi cùng đeo khẩu trang. Tuy nhiên người này lại không hợp tác, có hành vi lăng mạ và đã lao vào đánh anh Long. Với cái anh Hải đã không đeo khẩu trang, tôi đã nhắc nhở và trong đó sau đó anh Hải đã có những thái độ hành hung, chửi bới và đã nhảy vào để hành hung đánh vào mặt tôi. Đối tượng Phạm Hồng Hải đã bị cơ quan công an huyện Đoan Hùng triệu tập để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Hành động của Phạm Hồng Hải thể hiện sự manh động, không tôn trọng pháp luật, đi ngược lại những nỗ lực của Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước trong việc thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc cách ly toàn xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức triển khai 8 chốt kiểm soát các phương tiện vận tải ở các cửa ngõ ra vào địa phận tỉnh. Đây có thể xem là giải pháp hiệu quả tạo nên phòng tuyến hạn chế mức thấp nhất sự xâm nhập của dịch vào địa bàn Quảng Nam. Và sau hơn 2 ngày hoạt động, các chốt kiểm soát đã phát hiện và tiến hành cách ly tập trung hàng trăm trường hợp người dân đi về từ vùng dịch. Chốt kiểm soát đặt tại phòng xuyến Tam Hiệp, huyện Núi Thành đi vào hoạt động từ 19 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2020. Qua thực hiện khai báo y tế, rà soát lấy thông tin lịch trình di chuyển và nhờ sự hợp tác tích cực đầy trách nhiệm của người dân, nên lực lượng chức năng đã sớm phát hiện nhiều trường hợp người dân về từ vùng dịch. Tổ chức đón tất cả các phương tiện vận tải đi vào địa phận Quảng Nam, sau đó tiến hành kiểm tra y tế, khai báo y tế và kiểm tra lịch trình di chuyển của các phương tiện. Tất cả các công đoạn được thực hiện một cách nhanh chóng trong thời gian chưa đến một phút. Và trong vòng 2 ngày qua thì chốt chặn tại huyện Núi Thành cũng đã phát hiện gần 90 trường hợp người dân đi về từ vùng dịch và đã tiến hành cách ly. Mình rất ủng hộ là bởi vì nếu như mà tất cả mọi người đều ủng hộ thì như vậy dịch nó mới mau hết được. Để quản lý con người á, khi mà ví dụ mình có đi đâu ở tập trung tại vị trí nào mà rủi nó có cái gì xảy ra là người ta dựa vào đây để người ta tìm nhớ ra. Núi Thành là cửa ngõ quan trọng, là chốt chặn kiểm soát luồng phương tiện vận tải từ các tỉnh phía Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh vào địa phận Quảng Nam. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, nên ngay sau khi phát hiện các trường hợp người dân về từ vùng dịch được đưa ngay đến khu cách ly tập trung gần nhất. Sau khi làm công tác tư tưởng, y bác sĩ tại đây tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, sau đó hướng dẫn người dân vào khu cách ly.
12 người dân núi Thành trong số 87 người về từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ được bố trí phòng, thực hiện việc cách ly 14 ngày để theo dõi. Những người còn lại sẽ được di chuyển về địa phương mình để thực hiện cách ly. Thì hiện nay chúng tôi đã tổ chức hai cái khu cách ly tập trung. Một cái khu cách ly số 1 đó là khu cách ly tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến. Và cái số lượng dung lượng để dung nạp cho các cái người mà đủ nằm trong cái diện cách ly cũng cỡ khoảng độ 150 đến cỡ khoảng 200 người. Và một cái khu cách ly thứ hai đó là khu cách ly ở trường trung cấp nghề Nam Quảng Nam. Và khu cách ly này nó cũng đảm bảo và thỏa mãn các điều kiện và chúng tôi sẽ cách ly cỡ khoảng độ trên dưới 100 người. Tại 8 chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng luôn túc trực 24/24, tổ chức đón tất cả các phương tiện vận tải vào địa phận Quảng Nam, hướng dẫn tài xế và hành khách kiểm tra, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, nhắc nhở và yêu cầu đeo khẩu trang. Tại các bàn trực chốt, cán bộ chiến sĩ nhanh chóng thực hiện một cách chặt chẽ, nhanh gọn, khẩn trương, đảm bảo rà soát, phát hiện các trường hợp di chuyển từ vùng dịch. Thời gian kiểm tra là nắng nóng, ùn tắc giao thông, nhưng với tinh thần toàn dân chống dịch, mọi nguồn lực chống dịch của toàn quốc và được chỉ thị thì sự đồng bộ của toàn dân, thì mọi người dân đều nêu cao ý thức và rất là vui vẻ chấp hành nghiêm cái sự quy định của pháp luật này. Theo ghi nhận tại các chốt, người tham gia giao thông trên các xe khách, xe tải đều chấp hành nghiêm chỉnh và hợp tác với lực lượng chức năng. Nhờ thực hiện phân luồng các loại xe phù hợp và công tác kiểm tra khá nhanh, nên hầu như không xảy ra tình trạng ùn ứ. Nếu tất cả các chốt kiểm soát tiếp tục phát huy hiệu quả, sẽ tạo nên một phòng tuyến vững chắc, hạn chế mức thấp nhất sự xâm nhập của dịch vào địa bàn Quảng Nam. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, nỗ lực của Anh nhằm tăng cường xét nghiệm hàng loạt đối với virus corona đã bị giáng một đòn mạnh sau khi các bộ phận chính của kit xét nghiệm được đặt hàng từ nước ngoài bị phát hiện nhiễm virus corona. Theo tờ Telegraph, một trong các nhà cung cấp bộ phận kit xét nghiệm cho nước Anh, công ty Eurofin có trụ sở tại Luxembourg đã gửi email tới các phòng thí nghiệm của chính phủ Anh, cảnh báo rằng việc cung cấp các thành phần quan trọng được gọi là đầu dò và mồi đã bị nhiễm virus corona và sẽ bị trì hoãn. Công ty thừa nhận đã có một vấn đề và khẳng định các nhà cung cấp tư nhân khác cũng gặp phải vấn đề tương tự. Tuy nhiên, việc nhiễm virus xảy ra như thế nào không được công ty này nêu rõ. Các phòng thí nghiệm trên toàn nước Anh lập tức đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ chậm trễ chương trình xét nghiệm quốc gia sau thông tin này. Do lo sợ tình trạng lây nhiễm chéo khi đến bệnh viện kiểm tra trong thời kỳ virus corona bùng phát, nhiều người dân Trung Quốc đã tìm đến các dịch vụ khám sức khỏe trực tuyến để được chẩn đoán và tư vấn. Mỗi ngày, bác sĩ Su Shijin phải tư vấn cho hàng trăm bệnh nhân thông qua dịch vụ khám sức khỏe trực tuyến. Cô là một trong 300 bác sĩ đang làm việc cho tập đoàn GD Health. Công việc hàng ngày của cô là nhắn tin hoặc gọi điện trao đổi với bệnh nhân để chẩn đoán tình trạng bệnh. Đơn thuốc online sẽ được quầy thuốc bệnh viện xử lý, phát thuốc và được nhân viên chuyển phát đưa tới bệnh nhân trong ngày. Từ khi dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc, hàng trăm triệu người dân nước này không được ra khỏi nhà. Thậm chí, ngay tại những khu vực không bị cách ly, nhiều người gặp phải các triệu chứng như ho hoặc hắt hơi cũng không dám đến bệnh viện kiểm tra do sợ bị lây nhiễm chéo. Cũng chính vì lý do này, đông đảo người dân Trung Quốc đã tìm đến các dịch vụ khám sức khỏe online để được chẩn đoán và tư vấn. Các nhà khoa học Nga sẽ sớm thử nghiệm vaccine phòng COVID trên người. Đây là thông báo mới được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến giữa Tổng thống Nga và các thành viên chính phủ Nga ngày hôm qua. Các thử nghiệm lâm sàng trong giai đoạn đầu tiên tại Nga dự kiến sẽ được thực hiện với khoảng 60 người tình nguyện vào ngày 29 tháng 6 tới. Hiện các nguyên mẫu vaccine gồm vaccine tổng hợp đã được tạo ra trên cơ sở 6 nền tảng công nghệ khác nhau. Từ các phương án vaccine này, các nhà khoa học sẽ xác định những dạng thuốc được bào chế và sẽ cho sản xuất một loạt vaccine trước ngày 10 tháng 5. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng Nga cũng đang kiểm định nhiều loại thuốc điều trị COVID-19 được đăng ký tại Nga. Kết quả đánh giá chính thức sẽ được công bố vào ngày 10 tháng 4. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới hôm nay. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với những tin tức có trên báo Quảng Nam số ra ngày 3 tháng 4. Thưa quý vị, thời gian qua, các cấp ngành của tỉnh tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP và đã mang lại những thành quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn bộc lộ không ít hạn chế, tác giả Văn Sự có bài phản ánh. Năm 2018, Quảng Nam có 25 sản phẩm được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh, trong đó có 5 sản phẩm 4 sao và 20 sản phẩm 3 sao. Từ kết quả bước đầu đó, năm 2019, tất cả 18 huyện, thị xã, thành phố đều triển khai chu trình OCOP. Năm 2018, chỉ có 17 địa phương thực hiện,
với 107 sản phẩm đăng ký tham gia. Trong đó có 44 sản phẩm của 44 doanh nghiệp và hợp tác xã, còn lại là của các tổ hợp tác và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, thời gian qua vẫn còn một số địa phương chưa thật sự tập trung chỉ đạo triển khai chương trình OCOP. Đội ngũ cán bộ phụ trách tham mưu chương trình tại cấp huyện chủ yếu là kiêm nhiệm, phụ trách nhiều công việc nên chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu tham mưu. Việc triển khai chương trình này ở không ít địa phương còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Dự lường những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, lực lượng quân đội của tỉnh đã sớm chuẩn bị các điều kiện tổ chức tiếp nhận cách ly y tế người nhập cảnh vào Việt Nam, người về từ vùng dịch và người nghi lây nhiễm để theo dõi kiểm tra sức khỏe, phục vụ sàng lọc và phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh. Công tác phòng chống dịch đang được tiến hành hết sức khẩn trương, đặc biệt ở phía biên giới. Tác giả Thành Công ghi nhận. Đại tá Hứa Viết Tưởng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho hay, toàn lực lượng đã quán triệt chấp hành nghiêm quy định của quân khu về kiểm tra công tác chống dịch ở cơ quan, đơn vị và các khu cách ly hiện nay. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã tập trung ưu tiên quân số và thời gian để phục vụ công tác chống dịch. Công tác huấn luyện đang được tổ chức theo hướng dẫn điều chỉnh của quân khu, chủ yếu tập trung cho công tác huấn luyện phòng chống dịch. Các điều kiện tổ chức tiếp nhận cách ly y tế đối với người về từ các vùng lãnh thổ đang được tích cực chuẩn bị mọi mặt với khả năng cao nhất, nhằm kịp thời có biện pháp phòng chống điều trị, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh. Vừa rồi là một điểm báo Quảng Nam, còn bây giờ là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết trong ngày. Thành phố Tam Kỳ mới thay đổi ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 60 đến 94%, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mới thay đổi ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 58 đến 92%, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 58 đến 92%, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm từ 60 đến 94%, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, độ ẩm từ 55 đến 96%, gió nhẹ. Thị trấn Thạch Mỹ mây thay đổi ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, độ ẩm từ 55 đến 94%, gió nhẹ. Thị trấn Parao mây thay đổi ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm từ 57 đến 94%, gió nhẹ. Quý vị, chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây đã hết. Quý vị và các bạn hãy luôn đồng hành cùng chúng tôi vào mỗi buổi sáng hàng ngày. Chương trình thông tin ngày mới được phát sóng vào lúc 6 giờ và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình trên trang web của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qdt.vn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin ngày mới số tiếp theo.